Xin chào mọi người đã đến với kênh YouTube của Forbi. Mình là Ngọc Nhi. Thì sau những ngày mà mình ở nhà, mình trốn dịch, đã quen thuộc với những món làm từ trứng như là trứng chiên, hoặc là mì gói trứng, hoặc là thịt kho trứng, đã quá là ngán. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người thực hiện một món đã hot trend mấy hôm nay, đó chính là trứng ngâm tương. Bây giờ thì mình cùng bắt đầu nha. Phần nguyên liệu của mình là 5 quả trứng gà, 10 quả trứng cút, 11 muỗng canh nước tương, 6 muỗng canh đường, 11 muỗng canh nước đun sôi để nguội, 1 muỗng cà phê hắc xì dầu, 1 ít muối, 1 ít giấm. Và cuối cùng là phần cho vào nước ngâm, bao gồm hành lá, hành tím và ớt. Phần này mọi người có thể cho tùy thích. Khi đã giới thiệu phần nguyên liệu xong thì bây giờ mình cùng tiến hành làm. Đầu tiên thì mình sẽ đi luộc trứng nha. Ở đây mình có một cái nồi, mình sẽ bật bếp lên và đun nước sôi. Bây giờ thì nước đã sôi, mình sẽ cho muối và giấm vào để một hồi trứng của mình dễ lột vỏ hơn. Mình sẽ hạ lửa về mức trung bình để khi mà mình thả trứng vào thì trứng của mình không bị vỡ. Mình sẽ cho trứng cút vào. Canh 2 phút. Mọi người lưu ý là thời gian được tính từ lúc nước sôi và trứng của mình phải ở nhiệt độ phòng. Nếu mà trứng của mình đã lỡ để ở tủ mát thì mọi người nên để ở nhiệt độ phòng ít nhất là nửa tiếng. Bây giờ mình sẽ vớt trứng ra và cho ngay vào nước lạnh. Tiếp đến sẽ là trứng gà, mình cũng cho vào. Thì mình sẽ luộc 6 phút rưỡi. Đối với trứng gà, mình sẽ đi lột trứng cút. Mọi người nhớ là mình sẽ lột từ từ và nhẹ tay để trứng của mình không bị bể. Bây giờ đã hết thời gian, mình sẽ vớt trứng ra và cho ngay vào nước lạnh. Mình tiếp tục lột trứng. Mình sẽ tiếp tục đi làm phần nước ngâm. Phần nước ngâm này mình làm rất là đơn giản, là mình cho tất cả các nguyên liệu vào. Nước tương, nước, đường, hắc xì dầu, sau đó mình sẽ đánh lên lửa nhỏ, cho vừa tan gia vị. Sau khi gia vị đã tan hoàn toàn thì mình tắt bếp và để nguội. Thì sau khi nước ngâm của mình đã nguội thì mình sẽ cho phần nguyên liệu này vào. Mình sẽ khuấy đều. Sau đó thì mình sẽ đổ phần nước ngâm của mình vào trứng. Mình sẽ tiến hành bọc màng ráp và cho vào tủ mát. Sau 8 tiếng thì mình sẽ lấy ra dùng thử. Vậy là sau một đêm, bây giờ thì mình cùng xem thành phẩm của mình như thế nào nha. Bây giờ mình sẽ múc thử một trứng ra và sắn cho mọi người xem. Món này mình có thể ăn cùng với cơm nóng. Mình sẽ chan một ít nước sốt luôn. Vậy là món trứng ngâm tương của mình đã xong rồi đấy. Đây là một món vừa rẻ, vừa dễ làm mà lại cực kỳ hao cơm. Chúc mọi người thành công.